Hello chào anh em nhá. Đó, chào mừng em quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó thì ngày hôm nay mình lại lên giới thiệu các dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Đó, trước khi vào phần giới thiệu xe thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam mình, đó, xin kính chúc quý khách có một đầu xuân năm mới, sức khỏe dồi dào, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn nhá. Đó. Thì như mọi khi thôi, trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng cho anh em mình biết nha anh em nhá. Địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, mình có xài hai số điện thoại 0977355248, Zalo là 0385524849 nha anh em. Đó. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn nha anh em nhá. Đó, xe gì cũng mua, xe gì cũng bán hết. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng đầy đủ cả. Đó, qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để có thể góp xe bên mình được rồi. Đó, đợt này cửa hàng mình về rất là nhiều các dòng xe tha hồ cho anh em mình lựa chọn để đi chơi Tết anh em nhá. Đó, thì anh em nào ở xa ấy, chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi. Đó, mình ship xe đến tận nơi. Đó, ví dụ như chiếc này anh em này chuẩn bị về Châu Đốc An Giang anh em nhá. Đó, khi mua xe anh em, đó, mình gửi mình sẽ cuốn quà cáp đầy đủ anh em nhá, bia tặng kèm luôn. À quên. Đó, khi mua xe cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhân dịp chào xuân năm mới thì cửa hàng mình có tặng cho anh em thêm kèm theo 4 phần quà nha anh em. Đó, đây anh em này, đó, bia chất hàng luôn để chuẩn bị tặng cho anh em đây. Đó, một thùng bia Tiger, một lón bảo hiểm, một chai nhớt và một thẻ bảo hiểm xe máy 15. Đó, chương trình tặng kèm theo một thùng bia sẽ diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày hết ngày 30 âm lịch Tết anh em nhá. Đó, hết ngày chuẩn bị sang năm mới đó. Đó, đến ngày 30 Tết thôi. Đó, nên anh em nào muốn mua xe nào thì chuẩn bị nhanh chân nhanh tay đến với cửa hàng mình nha anh em nhá. Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em bắt đầu từ hàng trên cùng kia trên nha anh em. Đó, rất là nhiều các dòng xe này, tha hồ cho anh em mình chọn xe gì cũng có hết nha anh em nhá. Đây, GZ, Lifan, CG, tất cả Super, Harley, dòng gì cũng có. Trong quá trình mình quay á, đó, anh em nào ưng xe nào rồi á, đó, muốn nghe tiếng nổ máy, muốn xem chi tiết xe, anh em chỉ cần chụp ảnh màn hình con xe đó lại xong gửi qua số Zalo đó 0385524849 cho mình. Đó, gửi qua đó thì mình sẽ gửi hình ảnh video làm lổ đó đầy đủ cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Đó, hôm nay đầu tiên muốn giới thiệu cho anh em này, một chiếc Suzuki GZ đó 150A, xe đã qua sử dụng rồi anh em nhá. 2013 đến giờ, 150 FI xăng phun điện tử. Đó, hiện tại được đăng ký biển Hưng Yên anh em nhá, 89K108338. Đó, biển số rất là đẹp luôn, có vô anh em một cặp đèn trợ sáng. Con này thì vô khá là nhiều đồ chơi nha anh em nhá. Một cái kính chắn gió này, đó, một cái thùng rất là to này, đó, hai thùng hai bên. Đó, con này thì được cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 59 triệu thôi anh em nhá, 59 triệu đồng. Một chiếc Boss City anh em ạ. Boss City 125 phân khối, xe mới ô đô đồng hồ chuẩn, được có hơn 500 cây số thôi anh em nhá. Hơn 500 cây, 2022. Đó, đăng ký biển Bình Thuận, 86B464742. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ có 30 triệu đồng chẵn anh em nhá, 30 triệu đồng chẵn. Đó, xe đang còn rất là đẹp, hơn 500 cây thì xe không còn gì để tả được anh em. Mới từ A đến Z hết anh em nhá. Đó, một máy ra hai cổ bô này. Đó, đằng sau có cả ghế tựa lưng đầy đủ cho anh em mình luôn nhá. Một chiếc LA, đó, LA là LA 250 phân khối. Đó, 250, đó, 2007 đến giờ anh em nhá. Đó, xe của Honda. Đó, con này thì đăng ký biển thành phố anh em nhá. 51A6 2534. Đó, con này thì có vô cho anh em một số món đồ rồi. Đó, ví dụ như xuống vè này, ghi đông này, đó, một cặp thùng này. Đó, giá con xe này cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 53 triệu đồng thôi anh em nhá, 53 triệu. Ở tiếp theo anh em này, một chiếc Su GZ, đó, đăng ký 2021 đây. Hiện tại đăng ký biển thành phố em nhá. 50L124157. Đó, 150 phân khối FI xăng phun điện tử. Đó, con này thì mới ô đô được có hơn mấy ngàn cây đây anh em nhá. Đó, ô đô được đồng hồ chuẩn của nó mới được 1400, đó, 30 cây này. Đó, xe là còn rất là mới luôn nha. Đó, giá con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là còn 62 triệu đồng nha anh em, 62 triệu. Rồi, kế bên cạnh anh em này, đó, một dòng xe mới tinh. Đó, dòng này là dòng Suzuki GZ nha anh em nhá. Suzuki GZ 150A, dòng xe mới tinh đây. Đó, dòng này thì hiện tại hãng Suzuki đã ngừng sản xuất luôn rồi. Nên anh em nào đang có ý định muốn mua xe mới tinh này về để đi chơi Tết, đó, đi làm đi đều công việc đều được hết. Đó, thì anh em đến ngay với cửa hàng mình để nhận giá ưu đãi tốt nhất nha anh em nhá. Đó, bao suất hóa đơn về cho anh em mình tự ra tên luôn. Đó, mới tinh. Rồi, bên cạnh anh em này, một chiếc Rebel. Đó, Rebel này là Rebel 110 phân khối anh em nhá, 110 phân khối. Đăng ký biển 70 Tây Linh này. Đó, 70F100696 này. Đó, 70F100696. 110 phân khối, phù hợp cho anh em nào người thấp bé nhẹ cân anh em nhá. Đó, người thấp bé nhẹ cân. Đó. Hiện tại con này thì đăng ký 2010 đến giờ, vô cho anh em đèn trợ sáng hai bên hai cái này, ở giữa có đèn trợ sáng luôn nhá. Đó, giá để anh em con xe này là 30 triệu đồng chẵn. 30 triệu đồng chẵn.
Kế bên cạnh anh em này, một chiếc GPX Demon, đó 2019 đến giờ mà xe máy Odo đồng hồ chuẩn mới được có hơn 2000 cây số thôi anh em nhá. Hơn 2000 cây số, 2019 đến giờ 150 chính chủ luôn nha. Đó, con này được đăng ký biển An Giang 67L2 20089. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ có 33 triệu đồng thôi anh em nhá. 33 triệu. Một chiếc Lifan CG. Đó, Lifan CG, dòng xe này là dòng xe mới tinh nha anh em nhá. Đó, bên mình thì có hai màu, màu đỏ và màu đen. Đó, bên đây màu đen anh em này. Đó, đều là dầu đèn vuông hết anh em nhá, giống Indo thời xưa đó. Đó, Lifan CG cốp chữ lỗi. Đó, mới tinh 100% xe chủ đổ xăng. Con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là 25 triệu. Cửa hàng mình bao suất hóa đơn về cho anh em, tự ra tên đỏ đen đều giống nhau hết anh em nhá. Một chiếc Suzuki này anh em, Suzuki là Suzuki GD anh em nhá, 110 phân khối đây. Đó, dòng này anh em đã nào đã từng trải nghiệm thì biết. Xe này chạy rất là bền luôn nha anh em nhá. Đó. Con này thì được đăng ký 2019 đến giờ này. Đó, hiện tại mang biển số 69E143661. Đó. 110 phân khối. Giá con xe này cửa hàng mình đang để cho em với giá chỉ có 21 triệu đồng thôi anh em nhá. 21 triệu. Rồi, tiếp theo anh em này, một chiếc TFX. Đó, TFX xe của Yamaha luôn anh em nhá. 150 phân khối, đăng ký 2020 anh em này. Đó, xe mới chạy được có mấy ngàn cây số, hơn 4000 cây số thôi. Đó. Hiện tại được đăng ký biển Bình Dương 61E183304. Đó, con này thì có ký ủy quyền về cửa hàng mình luôn rồi anh em nhá. Đó, giá con này thì cửa hàng đang để cho em với giá là chỉ còn có 45 triệu đồng thôi. 45 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em, một chiếc SH. Đó, SH này là SH ý nha anh em nhá. 150 phân khối này, 2009 đến giờ. Đó, 2009 thì có FI servo điện tử luôn rồi. Con này có vô thêm cho em một bộ chìa khóa smart key luôn nha anh em nhá. Chìa khóa smart key này. Đó, 209. Con này được đăng ký biển thành phố nhá. 59V2. Đó, 33180. Giá con này thì cửa hàng đang để cho em với giá là 74 triệu đồng. Đó, 74 triệu đồng. Rồi, bên cạnh anh em này, một chiếc SH Việt 125i lên dàn áo ý em nhá, lên dàn áo ý. Đó, gương zin tất cả mọi thứ đều đi theo xe hết. Đó, 2021 đăng ký chính chủ biển Bình Dương luôn nha anh em nhá, 61. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 65 triệu đồng anh em nhá. Đó. Anh em đừng quên chương trình diễn ra tặng một thùng bia. Đó, tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân năm mới thì chỉ diễn ra đến ngày 30 thôi anh em nhá. 30 Tết này đó. Đó, 30 Tết âm lịch đó. Đó là chương trình sẽ kết thúc, nên anh em nào muốn mua xe thì đến nhanh với cửa hàng mình nha. Rồi, kế bên cạnh anh em này, đó, một chiếc Hoy Vida. Đó, dòng này dòng xe gọi là dòng xe dọn kiểu dáng cà phê anh em nhá. Đó, nhìn cặp lốp không đã cảm thấy đủ uy tín cho anh em. Đó. Lốp mới nha. Đó, 110 khối máy nằm. Đó, hiện tại được đăng ký biển 27. Đó. 27T11241. Con này để anh em giá chỉ có 8 triệu đồng thôi nha anh em. 8 triệu đồng. Còi đèn đề, mọi chức năng hoạt động không thiếu thứ gì hết. Rồi, chiếc bên cạnh anh em này, đó, một chiếc Exciter. Đó, Exciter anh em, Exciter 150 phân khối. Đó, có vô thêm cho em một cặp liền trước sau đều 8 cây này. Đó, tua mở hết cỡ em nhá. Đó, lọc gió khoan sẵn cho em mình luôn. Đó, chiếc này thì phù hợp cho anh em nào thị thanh liên thích bay nhảy đây. Đó, đăng ký biển Hải Phòng này, 17B819494. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 18 triệu đồng anh em nhá. Đó, thích bay nhảy 18 triệu. Kế bên cạnh anh em này, một chiếc MT. Đó, MT là MT15 anh em nhá, MT15. Đó, xe của Yamaha. Một xe này thì đăng ký 2022 anh em nhá, chính chủ biển Bình Định. Đó, Odo đồng hồ chuẩn mới chạy được có hơn 1000 cây số thôi. Đó, anh em nhìn lốp liếc này, đó là còn rất là dày gai. Đó, con này thì đây anh em, có màn hình LCD hiển thị thông tin, tất cả các thứ đều trên màn hình hết nhá. Đó. 1367 cây số anh em nhá. Đó, 30 tua đồng hồ, nó ra hãng test mà con đồng hồ này tua ấy, tặng cho anh em con xe luôn nha. Đó, chìa khóa là còn nguyên một cặp luôn này. Đó. Con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá chỉ còn có 59 triệu đồng thôi anh em nhá. 59 triệu đồng Yamaha MT15. Rồi, tiếp theo anh em này, Master, một xe Honda anh em nhá, Honda Master dọn lên kiểu dáng cà phê đấy anh em. Đó, 125 phân khối này, 2009 đến giờ anh em nhá. Hiện tại được đăng ký biển Nha Trang 79T18996 anh em nhá. Đó. Còi đèn đề, mọi chức năng đều có đầy đủ hoạt động không thiếu thứ gì. Có hỗ trợ cho anh em một cổng sạc USB. Đó, cho anh em đi đường xa sạc pin điện thoại không sợ hết bình hết pin đâu anh em nhá. Đó, con này thì được cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 21 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, 21 triệu đồng. Mặt đồng hồ điện tử luôn này. Đó. Đèn cầu luôn nhá. Đó, liềng lá thắng đĩa, bô cổ chai. Một con xe dọn cà phê. Đó, con này gọi là con Vaha anh em nhá. Vaha. Đó, 110 phân khối này. Có máy đứng, một máy ra hai bô, có 110 phân khối. Hiện tại đăng ký biển Gia Lai 81T33176 này anh em. 3176. Có vô thêm che một cặp túi bao da này. Có da yên bọc màu cà phê rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá chỉ có 23 triệu đồng thôi anh em nhá. 23 triệu đồng.
một chiếc CBR. Đó, CBR là phiên bản nhập Thái em nhá, nhập Thái nguyên con luôn, 150, xe của Honda. Đó, con này thì đang được bọc keo chùm nguyên con luôn nha anh em nhá. Đó, bao cho anh em luôn là bóc keo chùm ra xe không có bị chảy xước gì đâu. Đó, 2013 đến giờ hiện tại con xe này được đăng ký biển thành phố 59L237775. Đó, giá con này thì cửa hàng mình đang tri ân cho anh em chỉ còn có 32 triệu đồng thôi anh em nhá. 32 triệu. Mình nhắc lại anh em nhé, trong quá trình mình quay anh em nào ưng xe nào rồi muốn nghe tiếng nổ máy, muốn xem video chi tiết xe đó, đó chỉ cần chụp ảnh màn hình con xe đó lại xong gửi qua số Zalo mình đã ghim trên phần mô tả hoặc là bên dưới màn hình anh em rồi nhá. Đó, gửi qua đấy thì mình sẽ gửi cho anh em chi tiết đầy đủ con xe đó luôn. Ôi, quay lại chủ đề giới thiệu xe anh em này. Đó, một chiếc cúp tôm 125 phân khối nha anh em nhá. Liền lá thắng đĩa còi để mọi chức năng hoạt động không thiếu thứ gì hết ạ. Đó, hiện tại đăng ký 2008 đến giờ, mang biển số thành phố anh em nhá. 52T66954, giá con này đang để cho anh em với giá chỉ còn 28 triệu đồng thôi nha anh em. 28 triệu đồng. Kế bên cạnh anh em này, một cặp CBF, đó xe của Honda hết anh em nhá. Đó, con màu đỏ này thì mang full dung tích là 190 phân khối anh em này. Đó, 190 phân khối lốc đồng nhá. Đó, hiện tại đăng ký biển Bình Dương. Đó, trên 175 phân khối thì anh em phải chạy biển số A rồi anh em ạ. Đó, con này 190 thì đi biển 61A100684. Đó, cái đèn trợ sáng có luôn, 2018. Giá con xe này cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn 39 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, đầu đèn của nó như đầu Rodeo Z1000 luôn này. Đó, 39 triệu. Một chiếc CBF 125 phân khối anh em này. Đó, 125 nhưng mà có FI song phun điện tử đầy đủ hết luôn rồi anh em nhá. Hiện tại được đăng ký biển Tiền Giang 63B8-62278, liền lá thắng đĩa, có vô thêm cho em một cái bô lỗ SC sẵn luôn rồi. Giá con xe này cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 33 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, FI xong một điện tử, đèn LED 2 tầng, đi ban đêm rất là sáng luôn, 33 triệu. Một chiếc Suzuki, đó dòng này gọi là dòng GSX bản S anh em nhá. Đó, bản S thì yên nó sẽ chia làm 2 tầng. Đó, tầng dưới người, tầng sau chở bồ nhá. Đó, đít sẽ nhổng hết lên trời. Đó, đăng ký biển 68G1 65786 này anh em. Đó, 2018-150 anh em nhá. Con này được sơn một cặp liền màu xanh lá cây nhìn rất là dễ thương luôn nha. Đó, chiếc con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 35 triệu đồng thôi anh em nhá. 35 triệu đồng. Một chiếc Suzuki, đó, dòng này là dòng Suzuki GL em nhá. 125 phân khối anh em này. Đó, liền lá thắng đĩa này, có vô thêm đèn trợ sáng cho anh em mình luôn, 2018 đến giờ. Hiện tại con xe này được mang biển Bình Dương nha anh em. 61B1 đó, 95701. Đó, giá con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 27 triệu đồng thôi anh em nhá. 27 triệu. Một chiếc Honda như này. Đó, Honda này gọi là Honda Maranro nha anh em. Đó, 150 phân khối 2013 đến giờ đây. Hiện tại được mang biển số 68K1 05444, nó biển rất là dễ nhớ nhá. Đó, màu xanh, xe Honda đi chạy cực kỳ bền luôn. Giá con này thì cửa hàng để cho anh em với giá chỉ có 25 triệu đồng thôi, 25 triệu. Một chiếc FZ, đó, FZ là FZ bản S anh em nhá, bản S. Đó, đời đầu của nhà Ấn Độ, đó. Bản S thì nó vẫn là bình xăng cơ, chưa có FI đâu anh em nhá. Đó, 2011 đến giờ. Đó, con này mang biển thành phố 59. Giá để cho em con xe này chỉ có 24 triệu thôi anh em nhá, 24 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em này, Boss City, đó dòng xe của KBR nhá. 125 phân khối nha anh em. Đó, đăng ký biển Sóc Trăng 83B3 58455. Đó, hệ thống đèn cầu đi ban đêm siêu sáng này. Đó, két nước là mát đi siêu xa này. Đó, hệ thống 6 số đi cực kỳ bền. Đó, giá để anh em con xe này chỉ có 23 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em nhá, một chiếc SP Honda. Đó, con này thì đã dọn lên kiểu dáng của Rebel rồi anh em nhá. Đó, liền lá thắng đĩa, máy đôi, hai bộ chế. Đó, đăng ký biển 94 K212888, biển số rất là dễ nhớ anh em nhá. Đó, con xe này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ có 29 triệu đồng thôi nha anh em, 29 triệu đồng. Rồi, tiếp theo anh em này, một chiếc Suzuki. Đó, dòng này là gọi là dòng Bandit anh em nhá. Suzuki Bandit, dòng này là dòng yên liền nha anh em. Đó, ngồi rất là thoải mái luôn. Đó, moto FI xong vô điện tử, đèn LED 2 tầng luôn này. Đó, liền lá thắng đĩa, có két nước là mát luôn, đầy đủ hết. Đó, 2021 xe mới chạy được có hơn 4.000 cây số rồi. Chìa khóa đang còn nguyên zin một cặp cho anh em mình luôn. Đó, con này thì được đăng ký biển An Giang. Giảm cho anh em con xe này còn 40 triệu đồng chẵn anh em nhá. 2021 màu đỏ đen rất là đẹp. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Ý anh em. Đó, thương hiệu Ý, con này gọi là con Bentley anh em. Bentley 150 phân khối, dòng này là dòng TLT anh em nhá. 150. Đó, hiện tại đăng ký biển thành phố, ký ủy quyền về tên mình luôn rồi. Đó, con này thì được mang đăng ký 2017, ký ủy quyền về mình. Giảm cho anh em con xe này còn 25 triệu đồng, 25 triệu. Rồi, tiếp theo anh em này, Yamaha FZ 150i phiên bản FI xăng phun điện tử nha anh em. 4 chiếc, con nào cũng đẹp hết, mua về không phải làm gì cả. Mua về là chỉ việc chạy thôi nha anh em nhá. Đó, đi Tết cực kỳ là ok luôn.
Con phiên bản Mobi Star này đăng ký 2016 anh em này. Đó, 150 anh em nhá, két nước. Đó, đăng ký chính chủ biển Bình Dương luôn. Cũng có bộ đồng ủy quyền, có chủ xe ủy quyền lại cho cửa hàng mình luôn rồi. Giá con này thì cửa hàng đang để cho em với giá là chỉ còn có 33 triệu đồng thôi anh em nhá. 33 triệu đồng. Kế bên cạnh anh em này, nó cũng có một chiếc FZ phiên bản màu GP anh em nhá, 150. Đó, hiện tại cũng đăng ký biển Bình Dương luôn, 2015. Bạn đủ luôn nha anh em nhá, két nước đầy đủ hết, có vô thêm cho em hai bên hai cảng chống đổ đầy đủ cả. Giá con này cửa hàng mình đang để cho em đồng giá 33 triệu đồng. Ở bên cạnh anh em này, dòng này là dòng phiên bản giới hạn anh em nhá, nó sẽ mắc hơn một chút xíu thôi. Đó, không đáng kể đâu anh em nhá. 2017 FZ lốc đồng. Đó, 100 chiếc FZ hồi xưa nó chỉ có khoảng tầm 1 đến 2 chiếc lốc đồng thôi. Lên giá nó hơi nhích hơn một chút xíu. Đó. Chính chủ biển Bình Định, giá để anh em con xe này là 35 triệu anh em nhá. Có vô cho anh em hai bên hai cái ốp sườn, hai cây cảng chống đổ và hai cái đèn led trợ sáng, một cặp gương lá xịn luôn nha. Đó, 35 triệu. Rồi, kế bên cạnh này, một chiếc FZ phiên bản Mobi Star này anh em, đó 2016 đăng ký chính chủ biển Đồng Tháp anh em nhá, 66F1 45619 này. Đó, cũng là bản đủ luôn, 150 liền lá tháng nữa, FI xong phun điện tử đầy đủ hết, giá để anh em 30 triệu đồng chẵn. Đó, 30 triệu đồng chẵn. Kế bên cạnh anh em này, một chiếc LA, đó, LA này LA 250 phân khối, xe của Honda anh em nhá. Đó, con này anh em nào biết về xe thì biết con này được dập lăm sản xuất ở trên cái liềng xe anh em, cả trước lẫn sau luôn. Đó, con này được dập 1984 đến giờ anh em nhá. Giờ đăng ký lại 2021 chính chủ biển Bình Dương luôn rồi. Có vô thêm cho em một cặp túi bao da này, một cái ghế tựa lưng đầy đủ hết nhá. Đó, giá con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ còn có 59 triệu đồng thôi nha anh em, 59 triệu. Rồi tiếp theo này, một chiếc một cặp FZ đó, con mang biển số Nha Trang 79L2 2018 nha anh em nhá. Đó. Ghế, thùng, cảng đều còn đầy đủ hết, đi theo xe gương kính không thiếu thứ gì hết. Đó, FI xong một tử, đi cực kỳ là lợi xăng luôn. Đó, giá con này thì cửa hàng đang để cho em với giá là 52 triệu đồng. Rồi tiếp theo anh em này, đó, một chiếc GZ nữa đây, 2018, đó, 150, được đăng ký biển số 72 Vũng Tàu em nhá. Đó. 72H1241122. Đó. 150 khối FI xăng điện tử, hiện tại con này cửa hàng đang để cho em với giá là chỉ còn có 56 triệu đồng thôi anh em nhá, 56 triệu. Một chiếc FZ phiên bản Mobi Star này, 150i anh em này, đó, màu xám xi măng đang còn rất là mới nhá, 2014. Đó, hiện tại đăng ký biển 68D1 19555. Đó, 19555. Con này để anh em giá chỉ có 28 triệu đồng thôi anh em nhá, 28 triệu đồng. Đó. Một chiếc GPX Center Diamond Geneman, đó, 2019 đến giờ đây, hiện tại đăng ký biển Bình Dương em nhá, 61A101320. Đó, 200 phân khối, chính chủ luôn, 2019, hai đĩa trước một đĩa sau, đó, ghi đông tay ngang. Đó, kiểu dáng cà phê rất là đẹp, có vô thêm cho em một cái bô lỗ SC sẵn nhá. Giá để anh em con xe này chỉ có 46 triệu thôi nha anh em, 46 triệu. Một cặp GPX Legion nữa anh em này, đó, 150 và 200 nhá. Đó, con 200 thì nó sẽ là hai tháng đĩa trước và một tháng đĩa sau. Đó, con 150 nó chỉ có một tháng đĩa thôi nha. Đó, con 200 phân khối thì nó với dòng GPX là dòng xe nhập Thái rồi anh em ạ. Đó, nhập Thái thì trước đến giờ xe nào cũng vậy thôi, đi rất là ok. Đó, như con này đăng ký biển Bình Phước 2019, giá để anh em con xe này chỉ còn 45 triệu đồng thôi anh em nhá. 45 triệu. Con 150 này thì rẻ hơn anh em này, 2019 đăng ký biển Bình Dương này. Đó, để anh em chỉ có 39 triệu thôi. Đó, 39 triệu đồng, kiểu dáng cà phê đi rất là đẹp nha. GPX tiếp đây anh em này, đó, 200 phân khối, dòng liền lá thắng đĩa, hai đĩa trước một đĩa sau đây. Đó, kiểu dáng cà phê nha anh em nha. Con này thì có vô thêm cho em một cặp túi bao da, đó, hai bên hai cái, đi đường xa đựng đồ đựng đạc rất là tiện nha. Đó, hiện tại đăng ký biển Vũng Tàu, đó, 72 nha anh em nha. Giá để cho anh em con xe này chỉ còn có 42 triệu đồng thôi, 42 triệu. Một chiếc GPX Center Diamond nữa anh em này, đó, 2018, con này cho vô cho anh em một khá là nhiều món đồ chơi ăn chơi anh em này. Đó, một cặp tay thắng tay côn Dylan này, đó, cùm ga tăng tốc này, cùm dầu này, đó. Để chỗ để điện thoại cho anh em để định vị bản đồ đi đường xa này, đó. Một cái bô nữa này, đó, một cái cảng, nói chung là vô nhiều đồ chơi lắm. Đó, trợ lực, trợ liếc có đầy đủ hết luôn. Đó, giá để cho anh em con này chỉ có 46 triệu đồng thôi, 2018 ký ủy quyền về cửa hàng mình luôn rồi. Một chiếc GPX Zazen. Đó, Zazen là dòng này là dòng 220 phân khối anh em nhá. GPX Zazen 220 phân khối. Đó, 2020 đến giờ. Con này hiện tại được đăng ký biển Sóc Trăng anh em nhá, 83 này. Đó. Con này có độ thêm biển số cho anh em thích thì nhét gầm, là thích thì bỏ ra ngoài này. Đó. Có vô độ cho anh em một cặp bô AHM, đó, một cổ ra hai bô đây. Đó. Riêng tiền đồ chơi không nữa mười mấy triệu bạc rồi anh em nhá. Đó, con này thì cửa hàng mình đang để cho em với giá là chỉ có 47 triệu đồng thôi. Đó, tiền đồ chơi không tính. Keo bọc nguyên con luôn anh em ạ. Đó, không thích về bóc keo ra. Đó, thì vừa rồi mình cũng đã quay một số dòng xe hôm cho anh em mình tham khảo rồi anh em nhá. Đó, đợt trước thì mình có làm YouTube mình đăng lên cho anh em là hai hàng bên đây rồi. Đó, hôm nay quay lốt hàng bên đây cho anh em mình tham khảo. Đó, anh em nào muốn mua dòng xe gì thì cứ liên hệ ngay cho trực tiếp cho cửa hàng mình luôn nha.
Đó, thì mình trước khi xuống live thì mình xin nhắc lại địa chỉ cho anh em mình biết nhá. Đó, địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhá. Đó, có chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Rồi, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá.